Anh ơi, anh đang ở đâu? Thằng Khải con mình nó mất rồi, nó chết cháy rồi anh ơi là anh ơi. Đó là giọng nói nghẹn ứ của bà Trần Thị Thúy, Hưng Yên, mẹ của nạn nhân Nguyễn Xuân Khải, sinh viên năm cuối Đại học Phương Đông, trong vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong ở Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chia sẻ với Tiền Phong, bà Thúy nghẹn ngào, chỉ còn vài ngày nữa là Xuân Khải ra trường rồi. Tối qua Khải gọi điện cho tôi nói, mẹ ơi, mẹ cho con xin 70.000 đồng để con ăn nốt bữa tối ở Hà Nội, ngày mai con về quê. Thế mà chỉ sau một tối, mẹ con chẳng bao giờ được gặp nhau nữa. Nó sẽ được về quê đấy, nhưng là về để người nhà nhìn mặt lần cuối. Cũng theo lời bà Thúy, gia đình bà có 3 người con, 2 gái và 1 trai, trong đó Xuân Khải là con út và cũng là niềm tự hào, hy vọng của cả gia đình. Ngày 24 tháng 5, sau khi nghe tin phòng trọ của con xảy ra cháy, bà Thúy vội vàng bắt xe ôm từ bệnh viện đến phòng trọ của con kiểm tra, sau đó bà vội ra viện 198 tìm con nhưng không thấy. Vì thế bà nhờ xe ôm đưa đến nhà tang lễ Cầu Giấy. Ngồi bên cạnh bà Thúy, trước cửa nhà tang lễ, người thân của nạn nhân Trần Quang Khải, sinh năm 1998, Hưng Yên, cũng không giấu khỏi đau thương. Các chú của Quang Khải cho biết Khải ra trường được vài năm, thuê phòng trọ ở Trung Kính để chăm sóc em trai đang học đại học. Theo dự tính thì tối ngày 23 tháng 5 Quang Khải và em trai sẽ về quê để làm giỗ ông. Tuy nhiên, Quang Khải nói bản thân hơi mệt nên để em trai về trước. Đến sáng ngày 24 tháng 5 thì người thân nhận được tin dữ, thông báo Quang Khải là một trong 14 nạn nhân xấu số trong vụ cháy. Ngồi lặng lẽ ở khu vực lấy mẫu xét nghiệm ADN để nhận diện thi thể, bà Mơ, sinh năm 1962, Thái Bình, mẹ của nạn nhân nữ tên Mai, sinh năm 1995, vừa lau nước mắt vừa kể. Mai mới chuyển đến nhà trọ này từ dịp lễ mùng 1 tháng 5, tôi cũng đi làm gần đây, nên mẹ con thường xuyên gặp nhau lắm. Bạn ấy chưa lập gia đình nên tôi hay giục là ế rồi, mau kiếm người yêu đi. Mỗi lần như thế, Mai chỉ đùa với tôi là con chưa lấy chồng đâu, con ở với mẹ. Thế mà bây giờ chồng không lấy, mà nó cũng có ở với mẹ nữa đâu. Nó bỏ tôi đi rồi trời ơi, con ơi là con.